Ngay từ khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2015, Kia Sedona đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, trở thành chiếc xe đa dụng MPV 7 chỗ cơ lớn bán chạy nhất trong phân khúc xe phổ thông. Năm 2021, Kia Sedona thế hệ thứ 4 chính thức trình làng Việt Nam và được đổi tên thành Carnival. Điều này nhằm mục đích thống nhất với cách gọi chung trên toàn cầu của dòng xe này. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Kia Sedona sản xuất năm 2018, model 2019 hiện đang được giao bán với giá khoảng 730 triệu. Theo thông tin từ người bán, chiếc xe này thuộc phiên bản máy xăng cao cấp nhất, đó là Luxury G với ngoại thất màu đen và nội thất phối hai tông màu đen be. Chỉ số lăn bánh của xe ở khoảng 80.000 km. Đáng chú ý, chiếc xe này đã được chủ cũ độ lại nhiều chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt, logo. Vào thời điểm mua mới, xe có giá niêm yết là 1 tỷ 429 triệu. Tuy nhiên, để xe có thể lăn bánh, chi phí tổng cộng mà người mua phải chi trả có thể lên tới hơn 1 tỷ 6. Do đó, chủ nhân cũ hiện đã chấp nhận chịu lỗ số tiền lên đến gần 900 triệu chỉ, sau 8 vạn km sử dụng. Đây là con số ngang với giá lăn bánh của một chiếc Ford Territory, giá niêm yết từ 822 đến 935 triệu. Ở chiều hướng khác, đây có thể là một cơ hội tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe gia đình full option, nhiều tiện nghi mà không quá bận tâm về việc dùng xe cũ. Ngay từ phần đầu, Sedona 2019 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với tấm lưới tản nhiệt mũi hồ đặc trưng, với các chi tiết kim loại in nổi được đan chéo nhau, tạo nên một diện mạo mạnh mẽ và cứng cáp cho phần đầu xe. Tuy nhiên, chiếc xe được giao bán có khác biệt vì đã được chủ sở hữu trước tùy chỉnh lại lưới tản nhiệt khá giống phong cách của Mercedes-Benz. Ngay bên cạnh, cụm đèn phá hít truyền thống đã không còn xuất hiện, thay vào đó là công nghệ đèn LED hiện đại và cao cấp hơn. Sự chuyển đổi này đảm bảo cường độ ánh sáng tốt hơn mang lại lợi ích đặc biệt cho tài xế khi lái xe vào ban đêm. Ở phía dưới, cụm đèn sương mù với thiết kế thấu kính vẫn duy trì kiểu dáng truyền thống. Bộ mâm đúc hợp kim nhôm với đường kính 18 in. Sedona 2019 sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 7 in, có khả năng kết nối với USB, Bluetooth cùng với dàn âm thanh 6 loa. Vô lăng 3 chấu bọc da có tính năng sưởi. phía sau là màn hình kết hợp đồng hồ analog. Xe có 3 hàng ghế, cung cấp tổng cộng 7 chỗ ngồi với không gian để chân rộng rãi hàng ghế trước được trang bị các tính năng cao cấp, với ghế lái có thể điều chỉnh điện 12 hướng, ghi nhớ vị trí 8 hướng và chức năng sưởi. Còn ghế phụ cũng được trang bị tính năng điều chỉnh điện 8 hướng. Không chỉ vậy, Kia Sedona thế hệ mới còn được hãng trang bị thêm cho hàng loạt các tiện ích khác như cảm biến gạt mưa tự động, điều hòa tự động 3 vùng, cửa gió hàng ghế sau, cửa hông trượt điện, nhớ vị trí ghế lái, gương chiếu hậu trong xe có khả năng chống chói và có hộp để đồ có khả năng làm mát, cửa sổ trời, Kia Sera Nơ bản cao cấp nhất sử dụng khối động cơ xăng Lambda 3.3 lít 6 xi-lanh đối xứng, cho công suất cực đại tới 266 mã lực và mô-men xoắn cực đại 318 new Tên mét xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Kia Nơ Platinum G sở hữu nhiều tính năng an toàn hỗ trợ người lái nổi bật như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cảnh báo điểm mù, phanh tay điện tử, kiểm soát hành trình Cruiser Control, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí.